Và ok, hello, chào toàn thể anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Thì tôi biết là cái video này tôi quay khá là trễ rồi. Và ở cái thời điểm hiện tại thì như anh em có thể biết là cái tình hình của cái Flusu thì hiện tại là cái trang Gekkei nó đang bị sập nha anh em. Thì chính vì thế là tất cả những cái con bot buyback key thì đều không có sử dụng được. Và có rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi tôi là có cái cách nào mà để fix được cái lỗi Gekkei này hay không. Thì có là chắc chắn có nha anh em. Thì tạm thời ở cái thời điểm hiện tại để có thể mà khắc phục được cái lỗi tình trạng đó là về cái key của cái clean Flusu ấy, thì anh em sử dụng giúp tôi cái clean Cubit giúp tôi nha. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì cái clean Cubit này là một trong những cái clean mà không có cần phải Gekkei nha anh em. Và anh em nào mà theo kiểu là đang bị về cái vấn đề đó là khi mà vô Flusu mà nó kêu anh em Gekkei ấy, thì anh em chuyển qua cái Cubit hoặc là cái Data X giúp tôi nha. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì hai cái clean này thì vẫn còn đang sử dụng được bình thường nha anh em. Còn về cái clean Flusu thì nó đang bị lỗi, thì chính vì thế là chừng nào mà cái clean Flusu nó hết lỗi thì anh em tiến hành anh em bypass được bình thường ha. Còn ở cái thời điểm hiện tại thì anh em chuyển sang clean Cubit giúp tôi. Đó, tại vì nhiều anh em hỏi quá thì bởi vậy là tôi phải quay cái video này nhanh lên nhanh nhất có thể cho anh em nha. Đó, để cho anh em có thể là có được cái clean để anh em sử dụng nha anh em.